kiểm tra đây. Anh lên qua giao thông nhá. Thích chúng ta kiểm tra. Rồi, kiểm tra đây, rất đông người. Anh ơi, anh thông báo với ai? Đương nhiên rồi, thôi thôi thôi, cho về luôn thôi, đi đâu rồi. Bây giờ tao đi dùng trà với kéo. Sai tôi chưa nói. Tôi chưa nói đúng sai, liên quan tới đoạn thôi. Liên quan đến người đẹp chú ạ. Thế là tôi nói luôn anh này. Ô tô đang thực hiện theo bà mẹ nào nó không có gì chị vậy bảo làm thật hả? Đương nhiên qua đông giờ đấy. Không trả đánh ai cả, đi đúng, đi sai. Đây chúng tôi đã thấy rất nhiều chứng kiến. Tôi nói này, đó là liên quan đến vụ tai nạn giao thông. Chúng tôi chưa nói đúng sai ở đây. Chúng tôi đang yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn đối với lái xe. Nói chung là chỉ có 21 triệu thôi, không có gì đâu. Nếu xác định cái này 1 triệu thì khỏi. Bố trẻ nhỉ? Đúng, chú không nhớ lắm. Tôi đúng rồi với anh cả, bạn bè quan hệ gì với anh cả.